Hello, xin chào các bác nhé. Đã trở lại kênh YouTube hàng Nhật bãi giá rẻ này. Clip này lên cho bác một con máy rửa bát này. Có mã hiệu là Toshiba DVK600D nhé. Con này là có một nửa là màu trắng, một nửa màu hương nhé. Màu tình yêu đấy các bác ạ. Đấy. Đây, hình thức về xung quanh nhé. Là mặt sơn này. Đấy. Hàng vé còn nguyên ni lông này. À, ni lông với là băng dính này. Đây. Con này của nó là Toshiba này, điện 100V này, công suất tiêu thụ của nó 1100W nhá. Đây lúc nóng ấy, lúc nóng nước ấy. Còn bình thường hoạt động của nó là 144W. Đây hình thức xung quanh nha các bác, còn bẩn nhá, chưa vệ sinh, hàng nó chưa vệ sinh. Đấy. Đây còn hình thức bên trong đây. Đây em soi gioăng cho bác, gioăng xanh đẹp nhá. Đấy. Đẹp xanh, xanh đẹp luôn. Bao bác gioăng xanh đây nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Nhựa nó còn đẹp nhá. Đây trong đây. Đủ khay đủ nhất nhá. Khay trên, hai khay trên này, hai khay trên, một khay dưới. Đấy. Đây, quả dây có cả dây dây cấp vào nhá, cấp vào cấp ra nhá. Cấp vào nước thải này. Đấy. Hai tay quay này. Đấy. Tay quay. Dưới là khay lốc, trên khay nhựa. Em xem có mấy bát được. 1 2 3 4 5 6 12 chiếc bát nhá, tương đương với tầm 6 người ăn. Nhà đình 6 5 đến 6 người ăn. Đấy. Được 5 chiếc đĩa này. Đây. Đây hàng chưa vệ sinh, nói chung thành vách thì còn rất là đẹp nhá. Lốc, thành vách ở lốc nên là rất là đẹp, vệ sinh là sạch luôn nhá. Các bác vệ sinh là sạch ngay. Đây em test thử qua nhé. Các em đang ghim điện rồi đấy. Đây. Đây, sấy 15 phút, 30 phút, 60 phút này. Về mỗi chức năng cho hoạt động bình thường nhé. Đấy. Đấy, chạy hoạt động tốt nhé. Đây con này đây là Toshiba, mã hiệu DVK600D. Con này em bán với giá là 1.800.000 nhá. Bác nào chuyển khoản em bao ship cho các bác nhá. Bác nào chốt hàng vui lòng với hẹn em qua số điện thoại 0983 329755 giúp em với. Cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.